Bán thuốc làm giàu. Bạn ở đây lâu chưa? Ồ, có vài bữa thôi, nhưng tôi thấy bệnh tình thuyên giảm nhiều. Công nhận thầy thuốc này mát tay thật. Ờ, tôi đi mấy nơi đều bó tay, may mà người ta mới đến đây. Kìa, đến lượt ông kìa. Bệnh của bác không nặng lắm, tôi sẽ kê đơn cho bác chỉ 3 ngày là khỏi. Cảm ơn thầy. Cha, cha ơi, bọn con đói. Vào nhà cho cha khám bệnh. Ừ, con đói. Ông xem, nhà ta sắp hết gạo rồi, lại còn tiền đóng học phí cho 2 đứa nhỏ nữa. Tiền khám chữa bệnh của ông cũng chẳng đáng là bao. Vậy, nhưng làm sao bây giờ? Dân vùng này nghèo lắm, lấy tiền hơn, họ sẽ chẳng đến khám nữa. Ba loa loa, nhà vua bệnh nặng, thầy thuốc nào giỏi, mau vào giúp vua. Loa loa loa. Tôi sẽ lên kinh một chuyến, biết đâu có thể chữa lành bệnh cho nhà vua, rồi sẽ được trọng thưởng, nhà ta sẽ không phải chịu cảnh túng thiếu nữa. Đúng đấy, ông hãy thử xem. Đã gần hết các thầy thuốc giỏi trong vương quốc chữa bệnh cho hoàng thượng, mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Bẩm hoàng hậu, có một thầy lang cầu kiến, xin chữa bệnh cho hoàng thượng ạ. Mau, mau truyền vào. Bệnh tình của hoàng thượng sao rồi? Bẩm hoàng hậu, bệnh của hoàng thượng là do lao lực quá độ và không nghỉ dưỡng, gây nên tình trạng mệt mỏi kéo dài. Hoàng thượng uống thuốc của thần, đảm bảo sau 1 tháng sẽ khỏi hẳn ạ. Thật thế sao? Vậy thần y hãy ở lại trong cung và điều trị cho hoàng thượng đến khi khỏi hẳn bệnh nhé. Vâng ạ, bệnh của hoàng thượng chắc chắn mình sẽ chữa khỏi. Mà chữa được thì có gì mà người lại không thưởng cho ta chứ? Bệnh tình ta đang thuyên giảm rất nhanh. Người thầy lang đó quả đúng là tài ba. Vâng, đúng thế ạ. Ta vẫn còn yếu, nên nàng hãy giúp ta một chuyện này. Gì ạ, thưa hoàng thượng? Thần thiếp hiểu rồi ạ. Cảm ơn ngươi đã chữa bệnh cho ta. Ta đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Bẩm, đó là trách nhiệm của thần ạ. Thế nào mình cũng được trọng thưởng. Thời gian qua, chắc ngươi đã vất vả và nhớ quê nhà. Hãy mau về quê, kẻo vợ con ngươi mong. Dạ. Dạ. Vâng. Khanh còn điều gì băn khoăn hả? Chưa có tiền lộ phí đúng không? Dạ. Dạ. Trời ơi, chỉ có 5 đồng lộ phí. Cứ tưởng chuyến này lên kinh được đổi đời. Ai ngờ trắng tay vẫn hoàn trắng tay. Sao cái số mình nó khổ thế này? Mình đã về rồi. Tôi và các con mong mình mãi. Ôi dào, có được cái gì đâu mà mong. Mình chưa biết gì sao? Biết cái gì? Thì mình phải về ngay với tôi. Đây là nhà mình ư? Đúng vậy, nhà của chúng ta. Và còn hơn thế nữa. Trời, hóa ra vẫn còn nữa. Vàng, vàng nhiều quá. Hoàng thượng quả là người có nhân đức. Phần thưởng mà người ban tặng vượt quá xa sức tưởng tượng của ta. Vậy mà ta lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta đã trách lầm người rồi. Từ đó trở đi, vị thầy thuốc đã thay đổi trở thành một con người quân tử, chuyên chữa bệnh cứu giúp dân nghèo, lấy đức làm đầu trong suốt quãng đời còn lại làm nghề của mình. Chuyến chơi xa của Phú Ông. Năm mới Tết đến, mình cũng phải đến thăm hỏi quan lớn. Không thì quan cho mình là người thất lễ. Đây là tiền đi đường, ông dắt kỹ vào, kẻo trộm nó nhòm ngó. Khổ lắm, biết rồi. Tôi dặn cũng chả thừa đâu. Chốn kinh thành đông đúc mà toàn người giàu có, hiểu biết. Ông làm gì cũng đừng để cho người ta coi khinh mình là người ở quê ra, nghe chưa? Bà không phải lo.
Thấy họ làm gì là tôi làm theo đó. Thằng Hầu đâu? Sắm sửa quần áo cho ông đến đâu rồi? Dạ, thưa bà, con đã sắp xong đâu vào đó rồi ạ. Mai con đưa ông đi cẩn thận, hầu hạ chu đáo. Đi sớm về sớm, đừng để ông la cà dọc đường đó. Dạ, con nhớ rồi. Kinh thành quả là một trời một vực so với quê ta. Đúng thật ông ạ. Vào kia nghỉ ngơi chút đã, ông mỏi chân quá. Ông và cậu dùng gì ạ? Cho ấm trà ngon với đĩa bánh ngọt. Vâng ạ. Quán này phục vụ kiểu gì thế hả? Dạ. Sao không rửa chén, tráng ấm ở trong rồi mới mang ra? Cứ để khách phải tự làm thế kia, hay coi thường chúng tôi không có tiền? Dạ, ở đây làm như thế người ta gọi là thưởng trà đấy ạ. Người sành trà đến đây đều muốn tự tay pha ấm trà ngon. Vậy hả? Không biết trong quán có ai quen mặt mình không? Hôm nay đúng là ê mặt. Người ta cười cho vì quê mùa, không biết cái gọi là thưởng thức trà. Thì tại mình không biết mà ông. Ấy đấy, chính vì lộ ra là mình không biết nên mới bị bẻ mặt thế đấy. Từ giờ cấm không có hỏi han gì hết. Người ta làm thế nào mình cứ làm theo là được. Dạ vâng ạ. Đi thôi. Đi đứng cũng phải ưỡn ngực, duỗi thẳng chân cho nó ra dáng. Trời ơi, không thể tin được. Ông ơi, con đang nằm mơ phải không ông? Ông ơi, sao ông không hỏi ông ấy một tiếng có đi qua được không? Hỏi rồi người ta lại coi thường mình từ quê ra không biết gì à? Thế mình có qua xong không ông? Bao nhiêu người đều đi được thì chắc cũng chẳng phải phép thuật gì. Cứ đi, họ sang được thì mình cũng sang được. Giống như vừa nãy ở quán ăn đó, họ chả làm những việc kỳ lạ thế còn gì. Cứu tôi với. Sao tôi không qua sông được như mọi người? Cái sông này có một cây cầu nhỏ nối hai bên bờ. Mấy ngày nay mưa, nước dâng lên che mất cây cầu đó rồi. Chúng tôi hàng ngày vẫn đi qua lại đây nên biết chính xác vị trí của nó, nên vẫn có thể đi qua được dễ dàng. Ông từ xa tới mà không hỏi thì làm sao mà đi được. Chiếc quạt của ngoài. Ngoại ơi, mát quá, gió từ quạt nan thích thật. Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Ngoại ơi, con ăn xong rồi, cơm ngoại nấu đúng là ngon hết sảy. Giỏi, bé nụ của ngoại hôm nay ăn cơm nhanh ghê. Ngoại thấy con giỏi không? Hôm nay ngoại phải thưởng cho con nha. Chà bố cô, bé tí mà đáo để ra mết. Thế muốn ngoại thưởng gì nào? Tối nay ngoại lại kể chuyện cho con nghe nha. Nhưng phải hai câu chuyện cơ, chứ một chuyện thì ít quá. Được rồi, cứ ngoan là ngoại sẽ thưởng cho. Thế rồi, cô bé sống hạnh phúc với mẹ đến hết cuộc đời. Chuyện hay quá ngoại ơi, ngày mai ngoại lại kể tiếp cho con nghe nha ngoại. Thôi giờ muộn rồi, con ngủ sớm đi, để ngoại quạt cho con ngủ nha. Ngày nào cũng được ngủ với ngoại, được nghe ngoại kể chuyện, được ngoại quạt mát cho thật là sướng. Chán mà con được ngủ với ngoại suốt đời thì tuyệt biết bao. Chỉ sợ sau này cô lại chê ngoại già,
ngoại lẩm cẩm thôi. Không, con yêu ngoại nhất trên đời. Thời tiết gì mà nóng thế, không có điều hòa chắc chết mất. Đủ ơi, con xem ai lên chơi với con nè. Ôi, ngoại. Cháu của ngoại lớn lắm rồi, thế mà lâu nay không về thăm ngoại, có biết ngoại nhớ lắm không? Thì bây giờ ngoại lên chơi với con rồi còn gì, con còn phải đi học mà. Thôi, để ngoại xuống rửa mặt mũi chân tay cái đã, đi đường xa bụi bặm quá. Dạ. Con ăn xong rồi ạ. Con bé này vẫn hấp tấp như ngày xưa. Hôm nay con có hẹn đi xem phim với bạn, ngoại ở nhà chơi với mẹ con nha. Ừ, con bé này, chẳng mấy khi ngoại lên chơi, phải ở nhà chơi với ngoại chứ. Nhưng con hẹn các bạn cả tuần nay rồi, mà phim mới ra đang rất hot. Không đi thì tiếc lắm, mai con sẽ chơi với ngoại cả ngày luôn. Kệ nó đi con, đi chơi về sớm rồi ngủ với ngoại nha. Dạ. Ngoại, ngoại vẫn chưa ngủ hả? Ngoại đợi con về. Sao ngoại không ngủ trước đi, đợi con làm gì cho muộn? Mà sao phòng ngoại nóng bức, ngột ngạt thế này? Làm gì mà đóng hết cửa thế nụ, mở ra cho thoáng chứ con, trời đang nóng mà. Đóng cửa để bật điều hòa mà ngoại, nóng thế này, không có điều hòa sao chịu nổi hả? Giữa mùa hè mà lại lạnh thế này hả con? Thế mới là điều hòa chứ ngoại, lạnh như thế này đắp chăn ngủ mới thích. Thôi tắt đi con ơi, ngoại không có quen, lạnh lắm. Ngoại lạnh à, nhưng mà nóng thế này tắt đi thì làm sao mà ngủ được. Ngoại có mang quạt nè, để ngoại quạt cho con như ngày xưa nha. Ngoại ơi, trời nóng thế này quạt tay đến bao giờ mới mát, quạt máy còn chẳng dùng nữa là. Nhà có điều hòa tội gì không dùng hả ngoại? Ngoại không có quen, ở quê nóng thế này, chứ nóng nữa ngoại vẫn nằm trên chõng tre ngoài hè. Chỉ cần một cây quạt nan cũng đủ mát rồi, giống như ngày xưa ngoại hay quạt cho con đó. Ngoại giống hệt mẹ con, lúc nào cũng ngày xưa. Ngoại ngủ ở đây nha, con sang phòng bên bật điều hòa đây, chứ nóng con ngủ không có được. Được ngủ với ngoại suốt đời thì tuyệt biết bao. Chỉ sợ sau này cô lại chê ngoại già, ngoại lẩm cẩm thôi. Không, con yên ngoại nhất trên đời. Chuyến đi của thế à, vậy thì kiểu gì tôi cũng phải lên đó mới được. Nhưng mà anh phải nhớ, nếu đi thì đi luôn đi chứ. Để sang mùa đông thì anh không đi được đâu, đường trơn và lạnh lắm. Vâng, nhất định tôi sẽ chuẩn bị và sớm lên đường ngay. Nghĩ đến lúc đến được núi Thiên Sơn kỳ diệu kia mà thích quá. Ôi, ôi, cái gì đáng sợ thế này? Hóa
ra là một quả khổng lồ rơi, làm mình suýt mất mạng. Xin cảm ơn anh. Không có anh thì tôi đã tan tành trong bụng con lợn đó rồi. Thôi khỏi khách sáo. Mà anh cũng lạ, không biết đây là lãnh địa của bọn lợn rừng hay sao mà dám vào đây. Tôi đâu có biết. Tôi định lên núi Thiên Sơn anh à. Thiên Sơn? Anh có biết núi ấy ở đâu không? Không biết. Thì anh có biết đi tới núi ấy bao xa không? Cũng không biết. Trời ơi, cái gì anh cũng không biết? Không biết mà dám đi cơ đấy. Tôi nói cho anh biết, núi Thiên Sơn cách đây cả vạn dặm, cao cả ngàn thước, đi qua rất nhiều vùng nguy hiểm. Ốc sên nhà anh có đi cả ngàn năm cũng chả đến nơi được đâu. Ơ, đến thế kia à? Anh ơi, trước khi làm gì anh phải tìm hiểu cho kỹ chứ. Người ta bảo gì suối gì cũng làm theo thì chết à. Anh có biết, chỉ vì cái tính bồng bột nông nổi, chưa tìm hiểu kỹ đã làm, mà suýt nữa anh mất mạng đó không? Tôi... Thôi, từ nay tôi không dám nữa đâu. Con cáo buồn bã. Bình minh đang tới. Ôi, quả chín mới ngon làm sao. Các cậu ơi, ở đây có một chùm quả chín rất ngon, mau lại đây. Quả ngon quá. Ngon quá. Cảm ơn chim sẻ nhé. Không có gì. Buồn quá, chán quá, sao cuộc đời lại tẻ nhạt thế này. Chẳng có ai là bạn bè, lúc nào cũng lủi thủi một mình, chán quá. Mấy con chim kia lại vui vẻ thế nhỉ? Nhảy nhót suốt ngày. Trên đấy có gì vui lắm sao? Đúng thật là... Thật là chán. Bác lấy nữa nè. Khó chịu quá. Muốn nằm ngủ một tí cũng không yên. Này, mấy con chim kia, chúng mày có để yên cho tao ngủ hay không hả? Anh cáo, một ngày đẹp trời như thế này, sao anh không dạo chơi, lại nằm ủ rũ chán chường thế này? Tao làm gì là việc của tao, chúng mày có liệu hồn đấy. Thật là xấu tính, chúng mình đi chơi thôi các cậu ơi. Lại còn chế giễu ta. Được rồi, ta sẽ cho chúng mày xem. Được rồi. Anh cáo, anh tha cho tôi. Thả mày đi cũng được thôi, nhưng mày phải trả lời câu hỏi này của tao đã. Được thôi, anh muốn hỏi gì nào? Tao không thể hiểu nổi, sao chúng mày sướng thế, lúc nào cũng hát hò vui vẻ, tiếu ta tiếu tít, vui chơi khắp nơi, chúng mày không biết mệt à?
trong khi tao thấy cái cuộc sống này nó chán chường thế, tẻ nhạt đến thế. Mày trả lời cho tao. Thả tôi ra đã, rồi tôi sẽ nói. Chứ ở trong móng vuốt của anh thế này, tôi sợ lắm. Thả à, mày đừng có lừa tao. Ai ở trong khu rừng cũng sợ anh, tôi nào dám lừa anh chứ. Được rồi. Đó, mày trả lời đi. Anh cảm thấy buồn khổ vì anh xấu tính, lúc nào cũng tìm cách bắt nạt người khác. Anh không có bạn bè, chả ai thèm chơi với anh. Chính vì thế mà anh chẳng bao giờ được vui vẻ. Còn chúng tôi lúc nào cũng vui, vì chúng tôi có bạn có bè. Chúng tôi chả bao giờ làm hại ai cả. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.